chào tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục bóc phốt cùng bạn. Và ngày hôm qua thì mình thấy trên một số các diễn đàn về design có chia sẻ về một cái thành viên của một nhóm về thiết kế đồ họa. Anh này anh có mua một cái dụng cụ về thiết kế đồ họa trên Shopee và nó xảy ra một cái biến cố, và biến cố đó như nào chúng ta hãy xem trong clip ngày hôm nay. Cái thông tin này được chia sẻ trên nhóm cộng đồng Designer Việt Nam. Này có bác Emin, bác Dư, bác có chia sẻ. Anh Dư anh có một kênh YouTube khá nổi tiếng. Rồi Tân Anh có như mình chia sẻ Zoom để cảnh báo đến chị em Design có ý định mua về bảng vẽ trên Shopee vì cách làm việc thiếu trách nhiệm và sự tình ra sao thì cũng chưa chính xác. Mời anh em cùng xem vấn đề này. Ui lại xem tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào link này chúng ta xem nha. Cụ thể nội dung như sau. Bạn này CRS này có chia sẻ là cách đây một tuần mình có mua một cái máy tính, một máy bảng, bảng vẽ giá là gần 7 triệu đồng của một shop trên Shopee, xin giấu tên. Và khi được lấy hàng từ giao hàng nhanh GSN thì mình đã lỡ bấm đã nhận được hàng. Và theo logic thì việc đó là bình thường. Bạn nhận được hàng, bạn xác nhận là đã nhận được hàng thì logic đó ai cũng nghĩ đến cả, huống chi là một người mới. Và sau khi đem về mở ra thì mọi thứ bên trong nát bét hết tất cả. Em mình không dám mở hết ra mà chỉ chụp gửi lại lên shop bên bán. Và bên shop đã đưa hình ảnh bằng chứng lên cho bên giao hàng nhanh và cả Shopee. Nhưng Shopee đem việc em trai mình đã bấm xác nhận nhận hàng trên Shopee nên đã từ chối mọi trách nhiệm. Và bên GSN cũng vịn theo cái đó mà từ chối trách nhiệm vì em mình đã lỡ bấm vào xác nhận đã nhận hàng. Mà sự thật thì bên họ mới là người có lỗi khi làm vỡ cái hàng hóa có giá trị và có dán nhãn đồ dễ vỡ. Và bên Shopee lợi dụng điều này để từ chối cái việc mà gì đấy, có hợp đồng rẻ tiền để làm ăn như vậy. Thằng em mình làm tháng có mấy triệu thôi, đam mê lắm, không phải giàu có gì. Mình mong các bạn đưa ra công lý để đòi lại cái tài sản bị hủy bởi bọn vô trách nhiệm. Xin cảm ơn. Rồi đó là chia sẻ của CRS. Cái này thì mình sẽ chưa có ý kiến gì. Khi xong xem hết xong tất cả các clip này, các cái hình ảnh bằng chứng rồi chúng ta sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Rồi bạn này bạn có gửi kèm cả clip trên YouTube. Rồi đây chính là clip của CS Show. Rồi Shopee hợp tác với giao hàng nhanh làm vỡ đồ của khách và từ chối trách nhiệm. Rồi đây là clip bạn ấy đăng tải trên YouTube và chúng ta hãy reaction clip này. Thì trước khi làm clip thì mình cũng đã xin phép để reaction rồi. Ok, hãy xem clip cái sản phẩm nó bị lỗi như thế nào và cái câu chuyện nó như thế nào nhá. Ok. Ôi đen thui vậy. Là Shopee hay giao hàng nhanh nó gửi qua. Không, là Shopee này đúng không? Nó hợp tác cùng với nhau hàng nhanh đó, nó gửi hàng cho mình đó, đúng không? Thì bên này, bên nhau hàng nhanh này chủ yếu là rất là rẻ tiền, đúng không? Và đi cùng với sự rẻ tiền đó là mất dạy đó, thì mình sẽ nói rõ cho các bạn tại sao nó mất dạy ha. Rồi thì đây mã đơn hàng nè, mình cho các bạn xem mã đơn hàng ha, để các bạn tìm tra ra cái thằng khốn nạn đó, sau đó bạn có thể hốt tụi nó. Đây. Số điện thoại của thằng em mình à. Nó làm rất là cực. Một tháng nó có mấy triệu thôi à, mà nó để nó mua cái hàng này nè, 6 triệu mấy. 6 triệu 700. Thì mình sẽ nói một điều này trước hay là lát mình sẽ nói lần nữa để các bạn nhớ đó. Là lúc con cu này mang về á thì nó nghĩ là nó có ghi chữ là đã nhận được hàng, thì nó nghĩ là khi nhận được hàng thì mình sẽ bấm vào đó, tức là mình nhận được hàng, đúng không? Thì đó là cái việc logic thôi, cái việc bình thường thôi, ai cũng hiểu được cái việc đó. Cái bạn có hình ảnh cái Shopee này. Nó lợi dụng người ta, được chưa? Nó lợi dụng mình á, nó tưởng nó ép buộc cho mình phải ký cái hợp đồng gọi là hợp đồng online á, đó để mình phải mình chỉ cần bấm lộn nút thôi đó, là mình giống như mình nhận hết trơn tất cả những cái gì mà mình chấp nhận trên cái mạng đó đó. Nó không nói rõ ràng cái gì chứ. Người ta bây giờ những người mới, người cũ mình không nói. Còn những người mới người ta mua hàng sao? Đúng không? Đó. Hàng này là hàng dễ vỡ nè, bạn có thể thấy nè, dấu hiệu dễ vỡ đúng không? Mà tụi nó giao kiểu gì? Đúng không? Thì các bạn sẽ xem cái đó. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi ha. À
Ở đây hình ảnh anh ấy chụp đây. Thì cái phần này là công cụ nào mà nó vẽ thôi không? Tại vì nó không ảnh hưởng nhiều quá cho nên. Cái này chắc là adapter. Không, thì cái này mình không nói đi. Đó. Còn đây là cái bộ phận làm máy giá đỡ thực kem. Rồi cái giá đỡ tặng ảnh nhiệt á, cái giá ảnh nhiệt nó tặng kèm cho mình á, không? Thì mình sẽ mở cái mặt rồi ha. Bị gãy đấy, cho thêm bóng không? Bị gãy nè, gãy nát rồi. Những cái quạt này bị gãy cao lên thì thấy hả? Cứ để này đi, để cơ mà. Mà cái này gãy bị lỗ lỗ gãy. Ui vỡ góc trên này. Anh sức hết, mẹ gãy nè. Vỡ. Cái này không thể nào hoạt động được, nó hư luôn rồi đó. Nó kẹt luôn quạt rồi mà. Mình cho bạn xem bên trong của nó ha, như thế nào ha, tụi nó gửi hàng. Mình nhìn bên ngoài ra tao thấy lủng lỗ. Đúng rồi không? Kính đây nè, có nghe tiếng gì? Ui ghê vậy. Màn hình kính đây, màn hình. Ơ sao ngắn vậy? Như vậy qua clip của CRS Show thì chúng ta có thể thấy rằng một chút thông tin như sau. Đây là một cái sản phẩm nhận được từ shop shop ở Hà Nội. Đây là ngõ bao nhiêu Không Thiên này ở Hà Nội này. Và bạn này nhận được thì là ở điểm Hồ Chí Minh. Như vậy nó sẽ có một quãng đường di chuyển cái hàng này là từ Hà Nội và Hồ Chí Minh. Và đây là cái sản phẩm, một cái gọi là máy vẽ của Gazan Designer. Cái này thì mình cũng không biết là máy gì, nhưng mà đại khái nó sẽ giống như cái máy tính. Và cái sản phẩm thì được đóng trong một chiếc hộp mà như một cái hộp máy tính sách tay như này. Và bên trong thì nó sẽ có các cái phụ kiện như này đây. Cái hộp khá giống hộp máy tính sách tay. Và được tặng kèm là một chiếc cái đế tản nhiệt. Cái đế quạt tản nhiệt ấy, như khoảng 180k cái đấy, nhớ không máng. Và tình trạng là cái quạt này cũng đã vỡ. Và cái máy thì cũng đã vỡ tan tành, vỡ kính ra hết. Và thêm một cái điều nữa là khi cái mà người nhận đơn hàng này thì không phải là bạn CR Show mà là em trai của bạn ấy. Rồi thì lại lỡ tay ấn vào nút đã nhận hàng trên Shopee. Có câu chuyện đây là mình hiểu như thế. Đây là cái hình ảnh của shop có chửi lại này. Và bên Shopee và shop cả GN đã từ chối trách nhiệm trong cái vụ việc này. Rồi ok. Và mình cũng đã tìm đến cái Facebook của chủ nhân của cái kiện hàng. Và chúng ta hãy xem cái người chia sẻ trực tiếp, tức là người nhận hàng cái sản phẩm này thì có ý kiến như nào. Thì bạn có cái phát một cái livestream hôm qua, giờ chúng ta hãy cùng xem nhá. Đây chính là cái bạn mà đã mua cái sản phẩm đó. Bây giờ chúng ta hãy xem cái câu chuyện nó như thế nào. Hãy nghe rõ hơn một chút, nhưng mà thực ra là mình nghe qua cái clip YouTube và qua cái bài viết trên vietdesigner.net thì mình cũng đã hiểu rõ câu chuyện như nào rồi. Rồi hãy xem. Lại à, em nói tiếp này cũng được, nhớ không? Nhớ thì nói tiếp, không nói thì nói lại. Mày là bỏ đẹp. Chào các bạn, thì mình là người mua hàng trong tiết hồi nãy. Thì mình có lên shop, mình có lên Shopee để mà mua máy này. Thì đây là lần đầu tiên mình dùng đầu tiên Shopee. Tài khoản của mình mới tạo gần đây thôi. Mình nhận hàng vào khoảng tuần trước. Lúc nhận hàng thì mình có ký trên giấy tờ với anh người giao hàng. Sau đó thì mình vào app để mình bấm xác nhận nhận hàng. Và mình nghĩ là mình nhận hàng rồi, mình nên bấm vào đó. Chết. Rồi. Sau đó thì mình mới mở hàng ra xem, thì mới phát hiện ra là máy của mình bị bể nát rồi. Thì sau đó mình có liên lạc trao đổi với bên shop từ vị bán hàng cho mình, thì bên đó cũng đã giải thích và giúp đỡ cho mình. Rồi bên đó cũng liên hệ với Shopee để trao đổi. Thì
mình sau đó thì shop có thông báo với mình là Bosby không đồng ý, nhưng mà bồi thường thiệt hại cho mình, tại vì mình đã sử dụng là nhận hàng trên app, thùng hàng cũng cái thùng hàng cũng có cái ký hiệu là hàng dễ vỡ. Ơ, sao lại bị đen thui vậy? Thế thì qua cái clip bộc bạch của bạn Hoàng, chính xác đây là bạn Hoàng, còn đây là tân anh Trần, là anh trai của Hoàng, thì chúng ta cũng đã thấy khá là rõ về cái câu chuyện này. Và cái việc này thì cũng đã được chia sẻ rất là mạnh từ cộng đồng mạng hôm qua. Thì hôm nay thì có một cái thông tin mới nhất về cái vụ việc này, đó chính là theo thông tin mới nhất mình học được thì có admin có chia sẻ là tình hình là có bên Shopee vừa liên hệ với admin của nhóm, và admin của nhóm thì có báo là liên hệ lại với bạn Hoàng hoặc là anh Tân Hoàng Trần để xử lý cái vụ việc, và hy vọng rằng Shopee sẽ xử lý êm đẹp để có thể được cộng điểm Payplay. Rồi. Bây giờ sẽ là phần ý kiến của Văn Hóng. Thì đầu tiên qua cái câu chuyện này thì có lẽ là xin gửi lời chia buồn đến bạn Hoàng và anh trai của bạn Hoàng. Thật sự thì đây là một sự cố rất là không mong muốn của tất cả mọi người, từ khách hàng này, từ shop này, từ bên giao hàng này, và từ Shopee này. Và cái lỗi của cái vấn đề này thì nó thuộc rất là nhiều bên. Thứ nhất là mình nghĩ rằng lỗi nó thuộc về bên shop đầu tiên, đó chính là shop là người đầu tiên khi mà đóng cái sản phẩm này. Nhẽ ra một cái sản phẩm nó như là máy tính này, nó có màn hình, nó có nhiều cái phần kính như vậy thì hết sức là phải bọc rất là cẩn thận. Mình nên lót thêm những cái đai shop ở ngoài này, hoặc là các cái túi bóng chân không để nó có thể nào nó chống được pha đập. Nhưng mà mình xem ở đây thì đóng có vẻ khá là ít, mà hơn nữa rằng cái việc mà bạn ấy, cái shop này họ còn kèm theo cả cái quà khuyến mại, đó chính là cái quạt tản nhiệt, và để ngay trong màn hình nữa, nó cũng là một cái hết sức là bất cần. Tại vì mình nghĩ rằng để cái mà cái quạt đó lên thì rất dễ nó đè vào màn hình và rất là dễ vỡ. Thì mình ngày xưa mình đã gặp rất nhiều cái trường hợp mà bị vỡ màn hình là do để đè cái vật nặng lên. Rồi, đó lỗi thứ nhất là lỗi thuộc về shop. Và cái lỗi thứ hai đó chính là thuộc về bên GHN, là bên đơn vị vận chuyển. Thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái vụ mà bên rất nhiều các clip chia sẻ về các cái tình trạng mà ném hàng khi mà họ bốc hàng từ kho. Tại vì các bạn hiểu rằng cái hàng hóa được lân chuyển từ Hà Nội và Hồ Chí Minh, nó qua rất nhiều kho, và qua mỗi kho thì nó sẽ không phải là chuyển lên xe tải, nó phải nhập một lần này, và chuyển từ xe tải xuống kho nó lại nhập một lần này, nó qua rất nhiều quá trình ném và va đập. Cái điều này thì không thể tránh khỏi được, và các bạn không thể yêu cầu là shop là giao cái hàng này nó phải cẩn thận cho mình, mà quan trọng là shop họ phải đóng hàng rất là kỹ. Rồi, đó là lỗi thuộc về đơn vị vận chuyển khi đã làm vỡ cái sản phẩm này. Và cái lỗi thứ ba đó là thuộc về chính là bạn Hoàng. Bạn Hoàng đã có một cái hành động hết sức là có thể nói rằng hơi bất cẩn một chút khi mà lỡ tay ấn vào cái nút là đã nhận hàng trên Shopee. Cái này thì mình đã nói rất nhiều trong các cái clip rồi. Khi các bạn ấn vào nút đã nhận hàng trên Shopee, tức là các bạn đã đồng ý với cái điều kiện rằng là cái sản phẩm các bạn đã kiểm tra, đã test, đã ok, đã tất các mọi thứ rồi. Khi các bạn tích vào đấy, các bạn cứ như là một cái nút là đồng ý, tôi đã trả tiền rồi. Còn nếu mà các bạn chưa ấn vào cái nút đó thì câu chuyện đây hoàn toàn có thể khác, nó hoàn toàn sẽ khác đi rất là nhiều. Khi mà các bạn ấn cái nút đó thì đồng nghĩa với là trên Shopee đã ấn enter để chuyển tiền trả cho shop rồi. Đó, câu chuyện nó như thế. Và khi bắt đầu truy hồi trách nhiệm thì sẽ không ai nhận cái trách nhiệm, không ai nhận cái quả thối này về đâu. Nếu mà em Hoàng em không lỡ ấn vào nút đã mua hàng thì câu chuyện ở đây rất là khớp khác rồi, sẽ không có cái câu chuyện chia sẻ clip, rồi cả cái clip mà Hoàng bộc bạch về cái nội dung sự việc như nào, và không có cái bài chia sẻ trên vietdesigner.net. Rồi thì Shopee có lỗi không? Thì mình nghĩ rằng trong câu chuyện đây thì Shopee không có lỗi gì cả. Chính xác là Shopee không hề có một lỗi gì đây cả. Có chăng thì lỗi như mà mình đã đề cập đến, nó là ba cái lỗi từ ba phía shop, vận chuyển, khách hàng. Và
cái việc mà Shopee cũng chủ động liên hệ lại với bên vietdesigner.net và cả về phía admin của nhóm, rồi cả liên hệ với bạn Hoàng, thì mình thấy rằng Shopee cũng chăm sóc khách hàng khá là tốt. Tại vì nói chung là cái, những cái lượt chia sẻ bài viết mà nói xấu thì nói chung là đến tai thì bắt buộc phải xử lý thôi. Và cái tình hình mà xử lý cái vụ việc như này như thế nào thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là khó đấy. Nếu mà bây giờ chia trách nhiệm ra thế là chia 4, Shopee một ít, bên ZSN một ít, shop một ít và khách một ít, chia đều 4 người ra, mỗi người sẽ bốn bên cái miếng bánh trách nhiệm nó sẽ được chia cho 4 người. Thứ nhất là từ Shopee, từ khách hàng là bạn Hoàng, từ bên vận chuyển ZSN và từ shop, chia 4 cái trách nhiệm đó ra. Cái máy này nó rơi vào khoảng 6,7 triệu thì mỗi ông sẽ phải chịu nhất là 1,5 triệu đấy. Nhưng mà mình nghĩ trong cái trường hợp này thì khả năng người chịu thiệt thòi lớn nhất đó chính là về phía khách hàng là bạn Hoàng. Một chút sai lầm, một chút lỡ tay bấm nhầm, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến cái túi tiền như thế nào. Rồi, như vậy thông qua cái câu chuyện này thì một lần nữa mình muốn nhắc lại với các bạn, khi các bạn mua các cái sản phẩm trên Shopee, thứ nhất rằng là khi mình mua các sản phẩm nó dễ vỡ như này thì mình nên chủ động nhắn với shop trước là shop ơi, hãy đóng hàng rất là kỹ giúp mình. Mình ở đâu đó này rất là xa này, các bạn hãy bọc kỹ cho mình cái sản phẩm một chút. Chỉ cái lời nhắc thôi thì khiến cho shop họ có động lực, họ mới bọc thêm shop, bọc thêm túi. Nó cũng là một cái rất là mình gọi như là mình hiểu giao tiếp với con người thôi. Và cái thứ hai là shop thì những cái bạn là bán hàng Shopee thì đối với cái sản phẩm nó dễ vỡ mà đắt tiền như này thì hãy nên, đừng có tiếc tiền, hãy nên trang bị shop này các cái túi bóng đệm khí nó tốt hơn. Và một cái lưu ý hết sức đặc biệt nữa đối với các bạn khách hàng là khi các bạn mua những cái sản phẩm đã trên Shopee, các bạn đã nhận hàng thì đừng vội ấn nút đã nhận hàng mà hãy kiểm tra thật là kỹ, test tiếc đầy đủ, hãy ấn cái nút đó và hãy gửi cái phần bình luận trên cái sản phẩm các bạn đã mua để cho những người khác họ biết được à cái sản phẩm này tốt, nó xấu như nào, thì đó mới là một người tiêu dùng thông minh. Rồi, một lần nữa xin chia buồn với anh em Hoàng ở cái vụ việc này và hy vọng rằng Shopee sẽ có cái giải quyết thật sự là hợp lý với tất cả các bên. Hy vọng mà mọi bên đều sẽ hài lòng với cái vụ việc này và đối với chúng ta thì rút ra những bài học kinh nghiệm từ cái vụ việc này. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip mang lại nhiều thông tin bổ ích, các bạn nhớ đăng ký, subscribe của kênh và like video và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.